thưa quý vị và các bạn, bản tin Media Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam sẽ có cái nhìn tổng thể khách quan về lĩnh vực môi trường đô thị và các khu công nghiệp, đánh giá tổng thể, chuyên sâu cũng như tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước. Mời quý vị sẽ đến với phóng sự ngay sau đây. Bình Thuận, nhiều biệt thự mọc trên đất rừng phòng hộ tại đồi Cát Bay Mũi Né. Tại đồi Cát Bay Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận, một diện tích lớn đất rừng phòng hộ bị xâm phạm bởi hoạt động xây dựng trái phép mà không có sự ngăn chặn từ phía cơ quan chức năng. Theo thông tin phản ánh của người dân gửi về Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam, có khoảng 73.000 m2 đất rừng phòng hộ đã bị xâm chiếm và xây dựng nhiều công trình khác nhau vào năm 2022. Để làm rõ thông tin, phóng viên đã theo chân người dân tới đồi Cát Bay Mũi Né. Hàng loạt công trình xây dựng đã được xây kiên cố với những hạng mục như biệt thự, hồ bơi, sân đá bóng, sân tennis và nhiều công trình khác, không khác gì một resort thu nhỏ. Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Ngọc Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né xác nhận, các công trình xây dựng trên khoảng 73.000 mét khu vực đồi Cát Bay Mũi Né là xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ. Ông cho biết thêm, khi phát hiện, các công trình này chỉ là các trò nhỏ. Đến năm 2022, khi các công trình này được xây dựng rầm rộ, Ủy ban Nhân dân phường đã kiểm tra, lập biên bản và xử phạt hành chính. Sau đó, phường đã làm tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết và yêu cầu khắc phục hậu quả, trả lại nguyên trạng khu đất. Ông Bùi Ngọc Lâm cho biết thêm, bản thân ông cũng rất bức xúc về hoạt động này. Các biện pháp xử lý gặp nhiều khó khăn khi các đối tượng xây dựng trái phép đang cố gắng hợp thức hóa giấy tờ bằng cách giả mạo giấy tờ mua bán tay. Ngoài ra, khi được mời lên làm việc, các đối tượng này luôn trốn tránh, gây khó khăn trong quá trình xử lý. Một số công trình khác đang xây dựng thì đã được dừng lại do Ủy ban Nhân dân phường kịp thời ngăn chặn. Ông BVL, một người dân sống gần đó, cho biết. Tự giới thiệu ông là Sơn, và chồng của Trang là nó có cái giấy tâm thần gì đó. Nó đi lấn đất chiếm của Ủy ban, mà khi nó xây biệt thự là 2003-2002, thì có Ủy ban Nhân dân phường xã lên ngăn chặn. Cũng bắt tháo gỡ ra giai đoạn đầu thì cũng có bắt tháo gỡ được, cuối cùng mà nó vẫn xây tồn tại biết tới hôm nay. Ngôi nhà và các công trình xây trên đất rừng phòng hộ đổi Cát Bay là của ông Sơn, chồng của bà Trang. Ông Sơn có giấy chứng nhận tâm thần và đã lấn chiếm đất của ủy ban để xây biệt thự từ năm 2022-2023. Phường đã lên ngăn chặn và yêu cầu tháo dỡ giai đoạn đầu, nhưng công trình vẫn tồn tại đến hôm nay. Anh NTH, cư dân khu vực đó, chia sẻ. Ở Mũi Né thì có một cái danh lam thắng cảnh là đồi Cát Bay, đó là địa danh thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận. Mà tôi không biết vì lý do gì, suốt một thời gian dài sau lưng đồi Cát Bay để xuất hiện nhiều công trình không khác gì một resort khu nhỏ, hồ bơi, sân banh, các nhà kiên cố mà lại xây trên đất thuộc ban quản lý rừng Hồng Phú quản lý và Ủy ban Nhân dân xã quản lý. Sự việc trên á, đã được báo chí lên rất là một thời gian rất là dài, nhưng mà không hiểu sao tới bây giờ các đối tượng là ông Hồ Lương Sơn và bà Nguyễn Thị Thị Trang là vợ lại ngang nhiên thách thức dư luận suốt 3 năm qua. Không biết chính quyền Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né ở đâu mà không tiến hành tháo dỡ những công trình sai xây trái phép như vậy. Ở Mũi Né có danh lam thắng cảnh đồi Cát Bay, địa danh nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà suốt thời gian dài sau lưng đồi Cát Bay lại xuất hiện nhiều công trình như hồ bơi, sân banh, các nhà kiên cố như một resort thu nhỏ, xây trên đất rừng thuộc Ban Quản lý rừng Hồng Phú và Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né quản lý. Sự việc này đã được báo chí phản ánh trong thời gian dài, nhưng đến nay, các đối tượng là ông Hồ Lương Sơn và bà Nguyễn Thị Thùy Trang vẫn ngang nhiên thách thức dư luận suốt 3 năm qua. Chính quyền Ủy ban Nhân dân phường Mũi Né ở đâu mà không tiến hành tháo dỡ những công trình xây trái phép như vậy? Theo ghi nhận thực tế từ phóng viên, khoảng 73.000 m2 diện tích đất rừng phòng hộ đã bị các đối tượng lấn chiếm, sang nhượng trái phép, rồi ngang nhiên xây dựng hàng loạt công trình kiên cố. Được biết, hơn 66.000 m2 do bà N.T.T.T.R, sinh năm 1970, ngụ phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, và bà N.T.T.T.H, sinh năm 1981, trú xã Phong Nẫm, thành phố Phan Thiết, đứng ra xây dựng không phép, rào chắn công trình vào khoảng 7.000 m2 được ông P. ngụ thành phố Phan Thiết, rào chắn để xây dựng một số công trình tâm linh. Trước đó, ngày 21 tháng 5 năm 2024 đã xảy ra một vụ sạt lở cát kinh hoàng tại phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tình trạng sạt lở cát tràn xuống đường, vùi lấp nhà dân đã xảy ra nhiều năm trên trục ven biển Mũi Né, Tiến Thành, thành phố Phan Thiết. Đặc biệt, khi các dự án xây dựng,
bất động sản thi công trên cao thì tình hình ngày càng nghiêm trọng. Tình trạng xây dựng trái phép trên đất rừng phòng hộ tại thắng cảnh đồi Cát Bay Mũi Né có địa chỉ tại khu phố 15, phường Mũi Né, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận đang đặt ra nhiều câu hỏi về công tác kiểm tra, quản lý và sự minh bạch của chính quyền địa phương. Việc xử lý những sai phạm này cần được thực hiện nghiêm túc để bảo vệ tài nguyên rừng và ổn định cuộc sống cho người dân. Từ những sai phạm trên, thiết nghĩ, Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết cần có những chỉ đạo quyết liệt trong công tác trật tự xây dựng và có phương án cưỡng chế kịp thời, cũng như xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép tồn tại kéo dài. Trên bản tin Media Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam phản ánh đánh giá tổng kết thực tiễn chuyên sâu về hoạt động này cho các cơ quan quản lý sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong những số tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ hòm thư mediamoichuongdothi@gmail.com hoặc gọi số đường dây nóng 0912 345 014 0961 713 713.